Dạ, hôm nay mình hướng dẫn các bạn chơi một con game thi đăng ký tặng cho các bạn được 20.000 đồng nha mọi người. Sau khi mọi người click chiếc phần link mô tả của mình thì mọi người tải về cho mình một cái con game này, game bài này trên một cái con ấy, nó không có trên Xích Lan nha anh em. Anh em tải về đi. Rồi anh em bấm nút đăng ký. Thưởng tiền đăng ký nha anh em. Rồi anh em bấm vào. Mình hướng dẫn anh em nha. Rồi sau khi đăng ký anh em nhập số điện thoại vô. Rồi anh em nhận mã OTP. Rồi anh em lướt qua cho bạn này nè. Rồi quý khách nhắn được làm hộp thư. Rồi rồi nói lên anh em. Rồi là số mấy ta? 722 722 705 722 ấy 722 705. Rồi à, anh em nhớ ghi số vào ký tự nha, vì đây là mật khẩu mình che lại anh em. Vì đây mật khẩu mình che lại anh em. Sau khi mình đăng ký tài khoản thành công thì mình được 15.000 anh em. Rồi anh em muốn kiếm tiền thêm thì anh em vào bấm nút, vào nút chia sẻ nè. Anh em bấm vào nút chia sẻ. Rồi anh em copy cái đường link này nè anh em. Copy đường link này nè nha. Rồi anh em chia sẻ cho bạn bè nè. Đăng ký kích hoạt. Sau khi mình được giới thiệu thì mình được 10.000. Còn người đăng ký được 20.000 nha mọi người. Nhận phần thưởng hàng ngày nha. Mọi người rút về tài khoản ATM nha. Sau khi anh em có đủ 120.000 đồng, anh em rút vào. Anh em bấm vào nút rút tiền nè. Một cúp tiền rút đây nè. Rồi anh em bấm vào. Số dư của quý khách là 20.000 đồng mà. Mình mới được 20.000 đồng. Mình mới đăng ký được 20.000 đồng. Mình chưa có đủ tiền anh em. Rồi anh em là chọn ngân hàng, là tên ngân hàng của mình nè. Rồi anh em bấm số tài khoản vô nè. Rồi anh em bấm vào tên chủ tài khoản mình đứng nha. Rồi số tiền trao đổi anh em ghi vô như 100, 200, 300 vậy đó. Rồi anh em bấm nút chọn. Rồi anh em bấm nút trao đổi. Là nó sẽ về thẳng về tài khoản mình trong vòng 3 đến 5 phút rồi anh em mọi người. Rồi anh em thoát ra đi. Video của mình hướng dẫn nè. Anh em vào vòng quay may mắn nè. Rồi điểm đặt cược của mọi người nè. Nhấp vào quay thưởng để rút số tiền thưởng tự động vào tài khoản của người chơi. Thay đổi vô quay thưởng đi. Chưa xong được ta. Trò chơi bắn cá được tham gia sự kiện bạc vàng kim cương. Bạn sẽ làm mới giờ không giờ đủ điều kiện. Bỏ đây này đi. Đó, anh em vô vòng quay nè anh em. Anh em quay nha. Điểm của quý khách không đủ. Ôi mình không đủ điểm mà. Sau khi anh em được 5.000 điểm anh em mới quay được nha. 5.000 điểm thì được rút bạc. Anh em vào quay. Khoan, anh em vào chơi game này đi mới có điểm nha. Anh em vô chơi game tài xỉu đi. Thôi đi, anh em vào nút bảng xếp hạng đi. Anh em bảng xếp hạng từng này nè anh em. Nó game này vì phúc lợi của Star Online. Mình sẽ vô anh em cho tìm hiểu một này nha. Ơi mục này là mục chia sẻ, mục thông báo. Nên anh em vào game chơi anh em bắn cá này, tiến lên là 3 cây nè, vô tài xỉu nè. Để mình vô tài xỉu chơi thử cho anh em dán cho anh em sao. Tài xỉu đây. Anh em mấy cái này mà có tiền chơi được anh em. Anh em muốn thoát ra thì bấm mũi tên nè. Anh em vô chơi đi. Chào mừng tài khoản
từ hệ thống chưa đọc. Hoan nghênh đến dưới Win xin xin. Rồi anh em nào có thắc mắc nào mình hướng dẫn video mình hướng dẫn đến đây thì cũng kết thúc. Anh em nào có thắc mắc gì thì để lại một comment dưới, mình sẽ hỗ trợ anh em. Anh em nhớ bấm nút like, đăng ký ủng hộ kênh của mình anh em. Đó là một động lực cho mình làm video tiếp theo anh em. Chào tạm biệt tất cả các bạn đang xem video.